Vâng, xin được mến chào toàn thể anh em đã quay trở lại với kênh Tâm AIO. Trong cái thời gian vừa qua thì rất là nhiều anh em hỏi em về cái dòng mic Beyer vỉ tím 780. Thì ngày hôm nay em tiếp tục dọn kho được khoảng tầm chưa đến chục bộ em nhé. Một cái dòng mic vỉ tím đời cao, có gia tốc, có tự ngắt. Cái dòng mic Beyer vỉ tím thì anh em biết rồi, là một cái dòng mic siêu lịnh giọng, tiết kiệm pin, sóng khỏe. Riêng cái dòng vỉ tím này thì anh em có thể làm show, làm sự kiện, anh em lắp phòng, đặc biệt anh em nâng cấp mic hát gia đình thì quá là ok luôn. Đấy, một cái sản phẩm hàng xịn chính hãng đến từ công ty Beyer của Đài Loan. Và cái giá mới của những cái bộ mic này thì anh em đều biết rồi, nó khoảng từ 7 đến 8 triệu. Và hàng bãi bên em thì nó đẹp gần như mới em nhá. Nó đẹp khoảng tầm trên 90%, đẹp gần như mới luôn. Anh em nhận hàng, anh em được kiểm tra, được test thử. Nếu đúng sản phẩm, cắm mic vào karaoke, nếu như mà hay như quảng cáo anh em mới nhận. Còn nếu như anh em chỉ cần bảo là không hay, không đúng sản phẩm, anh em gửi lại cho em, anh em cũng không phải mất 1.000 đồng tiền cước. Đấy, tất cả những bộ mic ở đây thì thực sự anh em nó quá là đẹp luôn. Và hôm nay thì em sẽ để cho anh em với một cái mức giá cực kỳ là tốt. Thậm chí nó rẻ từ 6 đến 700.000 so với cái giá anh em biết đến ngoài thị trường. Anh em mà xem video đừng quên ủng hộ kênh bằng cách là tặng cho em một nút like. Nếu như đang có nhu cầu mua sắm cho mình một bộ mic, một con vang mà anh em chưa mua được ngày hôm nay thì cũng đừng quên ấn nút chuông và đăng ký kênh để không bỏ lỡ những cái video tiếp theo bên em. Và như thường lệ thì em sẽ giới thiệu qua với anh em một chút về cái phần hình thức, và sau đó em sẽ hướng dẫn anh em cách dò sóng mic đối với anh em chưa biết. Và tiếp tục nữa là em sẽ test tiếng và báo giá luôn. Cái thời lượng em làm cũng không dài, thế nên anh em hãy xem kỹ video sẽ là một cái bộ mic như này nó có thực sự chất lượng hay không, và cái giá ngày hôm nay em đưa ra nó có phù hợp hay không nhé. Đây thì tất cả những cái bộ mic ở đây thì đều là những cái hàng tuyển chọn, thậm chí là những cái lẫy pin nhé. Những cái lẫy pin ở đây thì em cũng bao cho anh em là không một cái mic nào nó bị gãy lẫy pin luôn. Đấy, một cái dòng mic đời cao, có gia tốc chống sốc và có chế độ tự ngắt thông minh. Và cái phần hình thức thì đây là một cái dòng mic được thiết kế là một cái mặt đầu thu màu trắng, nhìn trông cũng rất là sạch sẽ. Vedamic M3, đấy, một cái thương hiệu quá là nổi tiếng đến từ Đài Loan. Và cái dòng mic này nó được sản xuất bởi công ty Beyer của Đài Loan em nhé. Thế nên là gọi chung là cái dòng mic Beyer vỉ tím 780. Nó được thiết kế là một cái màn hình LCD rất là to, rất là sắc nét ở giữa đây. Và trên cái màn hình nó hiển thị đầy đủ các thông tin, ví dụ như là kênh ở bên trên, tần số ở bên dưới, vạch sóng và vạch tiếng. Và ngoài ra thì nó có hiện một cái báo pin ở trên cái đầu thu em nhé. Báo pin ở trên cái đầu thu này để anh em làm show, làm sự kiện, anh em có thể dễ dàng quan sát được cái mức pin ở trên sân khấu là còn pin hay là hết pin. Còn đây là ba cái nút dò sóng của bên A, còn bên dưới là ba cái nút dò sóng của bên B. Thì trong rất là nhiều các cái video em cũng hướng dẫn rồi, nếu như anh em nghịch vào đây nó bị mất sóng thì em hãy dò lại bằng cách như sau. Nếu như mất sóng kênh A, anh em chỉ cần ấn vào cái chữ set bên A này. Sau khi nó xuất hiện một cái vạch sóng chạy như này thì anh em chỉ cần để sát cái màn hình tay mic vào cái chữ IR trên đầu thu. Từ 2 đến 3 giây là lập tức cái đầu thu và tay mic nó sẽ tự động trao đổi thông tin với nhau và nó sẽ tự động bắt sóng. Thế còn bên em trước khi gửi đi thì em cũng đã dò sóng sẵn hết cho anh em và căn chỉnh tiếng hết rồi. Thế nên là về anh em gần như là cũng không phải động, không phải chạm gì vào đây. Đấy, còn trong cái quá trình sử dụng mà anh em cần một cái vấn đề gì thì anh em có thể gọi điện trực tiếp lại cho em. Đấy, còn đây là hai cái nút volume điều chỉnh to nhỏ cái tiếng mic ở trên đầu thu thì anh em cũng chỉnh ở một cái mức cố định thôi. Và sau tập trung chủ yếu là chỉnh trên vang hoặc là trên amply. Còn về cái phần nội thất thì em cũng quay cho anh em xem. Cái dòng mic Beyer vỉ tím thì nó quá là quen thuộc đối với anh em chơi âm thanh bãi rồi. Thậm chí anh em nào mà chưa dùng âm thanh bãi, chưa dùng đến cái mic bãi thì anh em cũng đều nghe qua đến cái dòng mic Beyer vỉ tím. Và em cũng cam kết với anh em đây là một cái sản phẩm chính hãng, hàng xịn 100% nhé. Nếu như anh em phát hiện đây là hàng giả, hàng nhái, em đền anh em gấp 10 lần giá trị của cái bộ mic này. Ví dụ cái bộ mic này nó là 1 triệu thì em sẽ đền anh em gấp 10 lần, tức là 10 triệu em nhé. Còn về cái phần vỉ mạch thì nó được thiết kế gồm rất là nhiều các cái con IC xử lý tiếng lọc tạp âm. Và ngoài ra thì nó được sử dụng những cái con tụ lọc ở đây giúp cái tiếng mic của mình nó trong, nó sạch. Còn ở đây là cái hộp sóng của bên B, đây là hộp sóng bên A, nó rất đặc trưng của cái dòng mic Beyer hàng xịn. Còn ở phía sau thì nó bao gồm hai cái jack ca lông để em cắm mixer làm sự kiện, và em tặng kèm em một cái dây 6 ly. Anh em cắm hộ em vào cổng A cũng B ở giữa đây. Còn về cái phần tay mic thì em cam kết với anh em nó đẹp khoảng tầm trên 95% em nhé. Không phải nói là nó đẹp gần như mới luôn. Đấy, thật sự với anh em là nó đẹp gần như mới luôn, khoảng tầm trên 95% luôn. Và những cái dọ ở đây thì em cũng thay hết cho anh em bằng những cái dọ Elok rồi. Chống lăn thì em cũng tặng kèm cho anh em những cái chống lăn xịn, chụp đuôi xịn ở đây. Và cái bộ mic này thì nó có chế độ tự ngắt thông minh và có chế độ gia tốc. Gia tốc là gì? Gia tốc là khi anh em cầm cái tay mic lên không may anh em đánh rơi thì lập tức là cái tay mic nó sẽ ngắt tiếng em nhé, để tránh cái tiếng bụp xẹp ra loa gây cháy loa. Và thứ hai là có chế độ tự ngắt, anh em để xuống khoảng tầm 3 giây là sau đó anh em hãy búng vào cái đầu thu mic này thì nó sẽ tắt tiếng em nhá. Anh em để xuống khoảng 3 giây thì nó sẽ không bắt tiếng nữa. Và khi em cầm lên thì lập tức là cái mic nó lại bắt tiếng bình thường. Một cái bộ mic hàng xịn thì anh em cầm nó thực sự rất là sướng tay luôn. Việc gì anh em phải sử dụng một cái bộ mic hàng nhái, một cái bộ mic hàng chợ làm cái gì. Còn là về cái phần
tai mic thì nó được cấu tạo là một cái dạng củ rời em nhé, cái củ gen vặn rời như này. Thì tất cả những cái bộ mic ở đây thì đều sử dụng cái dạng củ Beyer hàng xịn chính hãng. Và mỗi một cái củ ở đây thì nó đều được mạ một cái lớp vàng ở bên dưới cái củ mic này để tiếp xúc tốt hơn với cái phần tai mic. Và em cũng nói trong cái đầu video rồi là tất cả những cái bộ mic ở đây thì em bao cho anh em là không một cái mic nào nó bị gãy lấy pin. Tất cả những cái bộ mic ở đây đều là hàng tuyển chọn, thế nên là cái lấy pin của nó gần như là còn 100% nhá, không một cái mic nào nó bị gãy lấy pin luôn. Và bây giờ em sẽ thử cho anh em nghe cái tiếng của cái bộ mic này, sau đó nó sẽ báo giá luôn. Anh em cầm lên thì lập tức cái tai mic nó sẽ bật lên em nhá. Bây giờ em sẽ thử cho anh em nghe. Sầu bay 1 2 5 6. Sầu bay. Em ơi có phải ngoài trời đang mưa. Cái tiếng của nó thực sự rất là bay luôn. Anh em thở thôi nó cũng bắt được giọng. Thực sự với em cái dòng mic vỉ tím này thì nó là một cái dòng mic quốc dân rồi. Anh em sử dụng những cái dòng mic này thì anh em không muốn sử dụng cái dòng mic khác luôn. Tiếng của nó quá là nhẹ, quá là hay luôn. Và đặc biệt là giảm hú rít cực kỳ là tốt. Em ngồi ngay sát loa đây nhưng mà gần như là không có tình trạng là bị hú rít em nhá. Bình thường những cái dòng mic bình thường thì anh em ngồi đây, anh em chỉ cần để mic như này thôi nó sẽ rít ầm lên. Thế nhưng mà cái dòng mic Beyer vỉ tím thì gần như là cái độ chống hú của nó cực kỳ là tốt. Không phải là chống hú mà nó cái độ giảm hú em nhá. Cái độ giảm hú là gì? Cái khi mà một cái thiết bị mà nó lệch giải, cái tiếng nó không được dày, nó không được đều giải thì anh em để vào những cái bộ loa hoặc là những cái amply thì nó sẽ bị rít lên những cái giải thừa. Thế và cái bộ mic này thì cái tiếng của nó thì cực kỳ là đều giải luôn, ba giải bát trung chép cực kỳ là đều. Thế và hát thì rất là lịnh giọng. Một cái bộ mic như thế này bình thường cái giá đập hộp của nó khoảng từ 7 đến 8 triệu em nhé. Và hàng bãi trong nước thì anh em đang bán những cái bộ mic Beyer vỉ tím 780 này với cái mức giá khoảng tầm hơn 2 triệu, khoảng từ dao động từ 2 triệu 3 đến 2 triệu rưỡi một cái bộ mic như thế này. Và tại cửa hàng bên em thì bên em cũng đang bán với cái mức giá là 2 triệu 4 đến 2 triệu rưỡi một cái bộ như này em nhé. Hôm nay thì bên em thì dọn kho, thế nên là cái số lượng nó không có nhiều, nó chỉ còn lẻ lại có vài cái bộ mic Beyer Vidamic M3 này thôi. Em sẽ thanh lý cho anh em những người đang xem video này với một cái mức giá cực kỳ là tốt. Bỏ qua cái mức giá 2 triệu 3 đến 2 triệu rưỡi bên em đang bán tại cửa hàng, em sẽ thanh lý cho anh em những cái bộ mic này với một cái mức giá chỉ còn 1.750.000 em nhá. 1.750.000 một cái bộ mic Beyer vỉ tím 780 đời cao, có gia tốc, có tự ngắt. Tay chân của nó thực sự với nhau nó đẹp gần như mới luôn nhá. Anh em mua đập hộp thì nó cũng chỉ như thế này thôi, nó không đẹp được hơn đâu. Đấy, một cái bộ mic nó chất như thế này, giá mới 7-8 triệu, bây giờ em chỉ bỏ ra có 1.750.000, anh em đã được sở hữu một cái bộ mic hàng xịn nó đẹp như thế này. Anh em lưu ý giúp em là anh em nhận hàng, anh em được kiểm tra, được test thử, nếu đúng sản phẩm như thế này, tiếng hay như quảng cáo anh em nhận, còn nếu như không hay không đúng anh em gửi lại cho em. Anh em không phải mất 1.000 nào tiền cước nhá, anh em nhiều giúp em, anh em không phải mất 1.000 nào tiền cước nếu như không đúng sản phẩm, tiếng không hay như quảng cáo. Thế và ngoài ra thì em cũng hỗ trợ cho anh em 3 tháng bảo hành và sẽ hỗ trợ cho anh em chọn đời mua bất kỳ một cái sản phẩm nào bên em. Anh em nào chốt được cái bộ mic Beyer vỉ tím 780 này với cái mức giá là 1.750.000 bao ship thì hãy gọi điện cho em theo cái số là 0369 79 195 hoặc là 0912 79 195 nhé. Vidamic M3 1.750.000, nó quá rẻ luôn. Anh em không nhanh tay thì chắc chắn là sẽ không còn đâu và anh em sẽ không thể mua được những cái bộ mic chất lượng như này với một cái mức giá như vậy. Anh em đã xem video đừng quên ủng hộ kênh bằng cách là tặng cho em một nút like. Nếu như đang có nhu cầu mua sắm cho mình một bộ mic một con vang mà anh em chưa mua được ngày hôm nay thì cũng đừng quên ấn nút chuông và đăng ký kênh để không bỏ lỡ những cái video tiếp theo bên em. Xin kính chúc toàn thể anh em luôn luôn mạnh khỏe bình an. Em dừng video tại đây. Kính chào và hẹn gặp lại.